Theo chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, mục tiêu đặt ra là trong 5 năm tới có thể tăng giá trị sản xuất công nghiệp công nghệ cao đạt khoảng 30% tổng giá trị sản xuất công nghiệp. Đây là cơ hội tốt để các doanh nghiệp của Việt Nam đầu tư nghiên cứu, phát triển những sản phẩm mới. Tuy nhiên, từ xuất phát điểm hiện tại thì cũng còn không ít những băn khoăn để tìm được lời giải cho bài toán nhân lực, vốn đầu tư và tính cạnh tranh của những sản phẩm công nghệ cao nội địa. Ghi nhận của phóng viên thời sự trong lĩnh vực vật liệu mới, một trong 4 lĩnh vực khoa học sẽ được chọn ưu tiên tập trung trước mắt. Đây là dây chuyền sản xuất cọc bê tông cốt thép ly tâm dự ứng lực lớn nhất miền Bắc, phục vụ chủ yếu cho các công trình cảng biển, vừa được đưa vào hoạt động. Trước đây, những loại cọc bê tông như thế này đều phải nhập khẩu từ nước ngoài với mức giá rất cao. Việc đưa vào vận hành thành công dây chuyền công nghệ mới, các nhà sản xuất trong nước đã có thể tiết kiệm đến 50% thời gian sản xuất và thi công so với loại bê tông thông thường. Tuy nhiên, vấn đề là đầu tư lớn và sản phẩm phải cạnh tranh với hàng nhập ngoại đã có trên thị trường ngay từ giai đoạn đầu. Chúng tôi yên tâm rằng chúng tôi sẽ đáp ứng được cái nhu cầu của các chủ đầu tư, đặc biệt là đối với các cái công trình cảng biển. Thế còn các cái công trình nhà cao tầng thì từ trước đến nay nếu như 20 tầng trở lên thì chắc chắn người ta phải sử dụng cái công nghệ là làm cọc khoan nhồi để xử trí nền móng. Nhưng mà cái công nghệ cọc khoan nhồi thì rất là tốn kém. Cái thứ hai nữa là rất là khó kiểm soát.